đầu tiên ra mặt tại Shop Hero, số lượng có hạn duy nhất 300 hộp. Giảm ngày 20% khi đặt hàng trước ngày 5 tháng 10. Truy cập ngay shophero.vn để đặt hàng. Lưu ý, video này chỉ mang tính chất giải trí, không cổ suý hay cổ vũ cho những hành động xấu nào hoặc đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Chào mừng mấy con đến với nhà trẻ Kawaii. Trong nhà trẻ này, bất cứ thứ gì cũng có và đặc biệt là rất dễ thương. Khi vào nhà trẻ của cô, các con muốn ăn cái gì, muốn uống cái gì cũng được hết. Đặc biệt là mấy con rất là yêu thương mấy con, nên các con hãy ngoan ngoãn nha. Nào, vậy thì còn chần chờ gì nữa, hãy vào nhà trẻ Kawaii nha. Simi ơi, bạn có chắc đây là nhà trẻ mà hôm nay chúng ta sẽ đến học không nhỉ? Mình chắc chắn, bởi vì đây chính là nhà trẻ Kawaii. Các bạn có học chưa? Nhìn đáng yêu lắm nha, Kawaii dễ thương. Trời ơi, các bạn học rồi luôn nè. Nó màu hồng hết trơn á. Mà mình còn nghe bảo á, là nhà trẻ này có hai cô trông trẻ cực kỳ dễ thương luôn á mọi người. Mình không chờ, không biết ai sẽ là người trông trẻ tụi mình nữa. Wow. Cô chính là cô giáo Karen, cũng là bảo mẫu trường học Kawaii của chúng ta ngày hôm nay. Sao con nhớ là cái ảnh hôm bữa mà mấy cô gửi cho tụi con coi là mấy cô ốm lắm, mà sao giờ mấy cô nhìn to bự dữ vậy, là lão à? Mà cô là trời ơi, con nghĩ sao vậy? Mấy cô phải to con thế này nè thì mới bảo vệ được cho các con chứ. Mấy bạn ra hồi ý xíu. Mấy bạn ấy, sao mình thấy mấy cô này hơi lạ lạ xíu. Mà thôi, chắc là mấy cô bự con để bảo vệ tụi mình hay sao á, hình như là vậy á. Đúng rồi, tớ nghĩ á, mấy hôm trước các cô để tụi cô giới thiệu cho tụi con nè. Dạ. Ồ, nhà trẻ Kawaii thì mọi người vô đây mọi người. Wow. Mấy bạn vô đây coi nè. Wow. Trời đất ơi, chỗ này nhiều đồ chơi quá à, nhìn nè. Wow, ui chơi vui vậy. Giới thiệu với lại mấy con, đây á chính là nhà trẻ của chúng ta ngày hôm nay. Đó, mấy con thấy được là cái khu này là chúng ta chơi trò chơi nè. Mấy bạn vô đây ngồi chơi nè. Ui, tàu hỏa nè. Được chứ, này cô chơi cô chung với tụi con nè ha. Cô chơi chung nè. Ủa coi sao giọng của cô là lạ vậy, cô xanh lè lè ơi. Ôi trời, giọng của cô nghe bình thường mà. Dạo này cô bị ho, cô ngủ máy lạnh nhiều quá. Dạ ơi. Giọng cô vậy á mấy con. Ồ, mấy bạn ở đây coi, đây có nhiều gấu bông quá. À mấy bạn ở đây có con có bông xanh lè xanh lét giống mình nè, thấy không? Bông xanh. Ủa, sao có bông xám nhỏ mụn quá. Nhiều gấu bông quá mọi người ơi, nhìn nè. Dễ thương quá à. Mấy con chơi dạ? Với mà bây giờ á, mấy con gọi là chơi đùa thì bây giờ chúng ta phải gọi là đến với gọi là cái việc đi học, mấy không? Bây giờ phải gọi là cô... học trước đó. Dạ, ủa con xin lẹ con, sao cô đi cái xe của con đít vậy? Ủa trời, cô thấy vui quá con, cô phải chơi chung với mấy con. Dạ, rồi bây giờ chúng ta cùng tới lớp học thôi mấy bạn. Mà nghe bảo là đi học sẽ biết rất nhiều kiến thức vui á mấy bạn. Wow. Ủa trời, cô giáo ơi, bây giờ chúng ta tới đây chúng ta chuẩn bị về học cho mấy em nè đó. Cô giáo thì nghiêm túc vậy. Làm ơn. Ủa, đây đây nè mấy bạn. Đây, ngồi vô mấy bạn. Ôi ơi, mấy con ngồi vô cô vậy, vậy
dạy dạy bài cho mấy con à? Dạ. Rồi bây giờ là tiết học này của chúng ta đó chính là tiết học gì cô cũng biết nữa rồi. Cô giáo Phong Cận đề nghị vô để dạy học cho mấy em nè. Dạ học bài. Rồi dạy cho mấy em nha. Ủa mà coi hôm nay cô sẽ dạy tụi con cái gì vậy? Trời hôm nay á cô sẽ dạy bọn con một môn học đó chính là môn toán. Cô là chuyên toán còn cô bên này là chuyên văn, hiểu không mấy con? Dạ. Được rồi, vậy bây giờ cô sẽ dạy cho mấy con nha. Đầu tiên á cô sẽ đặt ra những câu hỏi. Bạn nào trả lời đúng á thì cô sẽ thưởng cho một quả táo để chúng ta ăn chưa? Trả lời sai tí nữa đuổi rồi. Bạn nào mà trả lời sai á, một tí nữa là cô sẽ phạt, hiểu không? À dạ dạ ba. Là vậy. Hài, hiểu không? Dạ. Bây giờ mấy em á, mấy em tập trung giúp cô nha, mấy em tập trung nha. Dạ. Rồi nè. Bây giờ cô sẽ hỏi nè, đầu tiên là bạn tóc màu xám nè. Bạn tóc màu xám trả lời cho cô biết 1 cộng 1 bằng mấy? Dạ thưa cô, 1 cộng 1 bằng 2 à. Đúng rồi, giỏi quá rồi. Giỏi quá, bé này giỏi nè, bé này giỏi nè. Một con gấu bông. Ôi, dễ thương vậy. Cô bà, ôi cô bông này đẹp, cô bông ơi nhìn nè. Ok, con đã có một con gấu bông. Bây giờ có bạn nào muốn gấu bông nữa không? Dạ con. Rồi rồi, cái bạn màu xanh này coi 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 bộ là khá là hăng hái nè. Hồi nãy bạn màu xám là bài toán 1 cộng 1 bằng mấy quá là dễ luôn. Bây giờ tới lượt bạn màu xanh lá cây nè. Cô cũng sẽ hỏi một câu thật là dễ nha. Dạ. À, con cho cô biết 1 cộng 1 nhân 100 chia 20 cộng 4% của gọi là trọng lực của trái đất bằng bao nhiêu? Wow, cái câu hỏi gì mà dễ quá vậy cô giáo Phong Cận. Trời ơi, cái câu này á mà em này mà không trả lời được á thì chắc đuổi học luôn á cô giáo. Đuổi học luôn chứ sao nữa. Em trả lời, tại vì lúc nãy em nghĩ là cô sẽ hỏi em câu khó nên em đã cầm máy tính lên rồi, ta bảo là không phải 14. Ủa chứ. Ủa cái gì vậy? Ủa má, ủa đi. Trời ơi, trời ơi, nè nè nè. Gài bẫy là dính liền thấy không nè. Cô ra cô giáo Kairon hồi nãy á, tôi biết trong lớp này sẽ có bạn sẽ gian lận, cho nên tôi quyết định đặt cái câu hỏi của cấp 3 luôn mà bạn này trả lời được trong khi bạn ấy mới học mẫu giáo. Kiểu này là gian lận rồi, là phải phạt thôi. Trời ơi, gian dối dối mặt mờ. Ai? Biết sao không? Ai? Tại vì á là cô giáo Phong Cận á muốn con tự học á hôm nên là không có trả lời cho mấy con. Thôi được rồi nè. Bây giờ cô hỏi dễ hơn nè. Rồi cái bạn màu xanh dương nè. Dạ. Bạn màu xanh giống cô nè. Dạ, à, con cho cô biết coi 5 cộng 5 bằng mấy? Dạ thưa cô. Sao cô trả câu hỏi nó khác nhau một trời một vực các con? Ô, 5 quả táo cộng 5 quả táo bằng 10 quả táo là bằng 10 coi. Giỏi quá. Giỏi quá. Một tí nữa cô sẽ thưởng cho con một chúa nha. Dạ. Ô, cô làm như trời tối rồi nè. Trời ơi, trời tối mất tiêu luôn. Ô, bây giờ tụi mình phải vào rồi. Được rồi. Trời tối rồi cho nên là bây giờ chúng ta cùng nhau về lại trường học nào các con. Dạ. Nè, bây giờ về lại chỗ này nè. Trời đất ơi, mấy bạn ơi, cái trường học Kawaii này có nhiều tập. Ủa ban đêm mấy cô hóa thành sói vậy? Mấy cô hóa thành sói vậy? Ủa đâu cô hát xì mà mấy con? Hát xì hả? Thôi bây giờ mấy em ơi, bây giờ chúng ta cùng nhau vô lớp nè. Dạ. Ôi, mà tính ra trường học Kawaii thì còn nhiều trò chơi mình chưa chơi nữa bạn ơi. Bây giờ mình chơi hết. Mấy em đi heo cô lên trên tầng 2 nè. Dạ, ủa mà sao mấy cô bò vậy? Mấy cô đi bộ cho nhanh mấy cô. Dạ. Dạ rồi. Cô bò, cô không lên tầng tiếp theo là gì đây? Ô, đây là tầng vẽ hả? Ồ. Mấy con, cái chỗ này là chỗ chúng ta học vẽ. Nhưng mà giờ trời tối rồi chúng ta không học vẽ. Thôi mà, tụi con cũng muốn học vẽ. Mấy con cho con vẽ đâu. Mấy bạn nhìn nè. Vẽ nè. Mình vẽ bằng tay nè mọi người, dễ hơn quá à. Bọn mình lấy cái màu bên cạnh á, xong rồi bọn mình vẽ. Trời ơi, bạn thấy tụi mình vẽ có đẹp không? Đó, quá dễ vậy trời đó. Bây giờ đi lên trên nè, theo cô đi lên trên. Dạ. Bây giờ chúng ta phải đến giờ, gọi là giờ đi ngủ. Mấy con mẹo hả? Con đi lên trên nè. Đi ngủ hả? Thằng mẹo hả? Thằng đi ngủ đi lên trên tiếp. Dạ. Lên trên tiếp. À, cô tới đây, cô ơi, mấy cô ơi, xuống đây mấy cô ơi. Đây là phòng gọi là kể chuyện, mấy cô kể chuyện cho mấy con trước khi đi ngủ đây nè. Ở đây có nhiều. Ở đây có chuyện con ốc, con sắt, con thỏ, con rải cá với lại con gà nè. Ôi mấy cô kể chuyện. Bây giờ mấy em vô đây đi, để cô kể chuyện cho mấy em nghe, mấy em ngồi xuống đi. Kể chuyện đi. Bây giờ á, bây
Dạ chuyện vui, chuyện dễ thương rồi, mà. Ok, để cô lấy chuyện nè. Rồi ok, lấy chuyện nè. Dạ con ok muốn sự tích bây giờ mấy con hãy yên nha. Bây giờ cô sẽ kể cho tụi con về một câu chuyện rất là vui vẻ. Giờ một ngày nữa, trong một cái nhà trẻ, trong cái nhà trẻ đó có ba người, có ba đứa con nít. Một đứa thì tóc xám, một đứa thì mặc đồ màu xanh dương, một đứa thì mặc đồ màu xanh lá. Câu chuyện vẫn rất là bình thường cho tới khi buổi tối, lúc đó là 9 giờ tối, khi ba đứa đen ngồi trong phòng cùng với đứa trẻ. À lộn, cùng với đứa trẻ màu đen, thì có cái đứa trẻ màu đen ở trong đây nè, đó, nó ngồi rồi kìa. Trong căn phòng đó, có hai cô bảo mẫu. Trong lúc các em học sinh vẫn đang hằng hái nghe cô bảo mẫu kể chuyện, thì bỗng nhiên. Bỗng nhiên bỗng nhiên một bạch màu đen đi vô kìa. Ủa tên sao bạch này bây giờ cái con phải đi ngủ sớm, ngủ sớm nhanh lên, nó không có kẻ mắt chết lên. Đi theo lên trên tầng trên à, đó. Bây giờ là giờ chúng ta phải đi ngủ đây nè, ngủ phòng đi, ngủ đi hả, bây giờ lên trên tầng. Trời ơi, cãi cô giáo rồi bạn. Cái gì vậy? Đây, chỗ đi ngủ trên này nè, Tâm Nguyên ơi, trời ơi. Đi đem cô lên trên đường trên nè, đó. Bây giờ mấy con thích ngủ đâu ngủ, nằm đâu nằm. Ôi, mình ngủ rồi nè, trời ơi. Rồi, kia cho mình xin cao bưu tới đây ngủ ơi. Ngủ đây nè. Trời ơi, qua đây nè bạn. Trời ơi, không phải là cô giáo là trẻ hư á, đi ngủ đi. Này ok, bây giờ mấy con ngủ ngon nha, nó ngon hùng cái nè, mấy con ngủ ngon nha. Có gì ngày mai á cô sẽ tiếp tục dạy bảo các con, bây giờ ngủ ngon. Dạ vâng. Ủa mấy bạn ơi, tức là không ngủ sớm là gặp bà kẻ luôn rồi cái gì vậy? Mà đâu sĩ thái ngủ. Ngủ đi. Ngủ đi. Có gì thấy bà kẻ tốc độ lắm. Giờ tốc độ mà tốc bà. Ghê. Ủa sao mình thấy bà con kẻ lắm vậy? Mấy bà tụi mình đi ngủ thôi, sợ quá. Cô đây là phải dậy từ 4 giờ sáng để chuẩn bị cho mấy con rồi đó, mấy con biết. Dạ. Nông nhập. Gì? Cô ơi, con đi đùng nổi. Tụi con qua tè rồi cô ơi. Đi vô nhà tắm theo cô nha lên. Ủa? Trời ơi. Trời ơi, mấy con biết tắm học sinh này á. Ủa, bây giờ tụi con rồi. Tắm sao mấy con? Ủa, sao cô nhảy không? Thì mấy con tự gọi là ngâm người vô đây nè, nó tự vô ngâm người là được. Ok. Mấy bạn ơi, bóng bóng nè. Ôi vui quá à. Đây đâu rồi, em xanh lá nè, em xanh lá đều con. Đi em xanh lá đều con nè. Nhảy vô cái bồn này. Đi dễ xanh. Trời đất ơi, cái bể này bự quá à. Đóng cửa sạch sẽ ra rồi, giờ chuẩn bị xuống ăn sáng nè mấy đứa. Dạ vâng. Ủa mà cô ơi, cái cô xanh lè hôm qua đâu mất tiêu rồi. Cô xanh lè đang ở bên dưới để chuẩn bị đồ ăn cho mấy con á. Bây giờ mấy con bên dưới là gặp cô xanh lè. Okay. Sắp được ăn rồi, sắp được ăn rồi. Đi thôi Tâm ơi, ok đi thôi. Đấy, giờ mấy con yêu con nha. Rồi đầu tiên là giờ chúng ta xuống đây nè. Dạ. Rồi. Ủa đồ ăn vô đây ăn nè, đó bàn màu vô rồi. Dạ. Cô giáo đây rồi. Ủa cô là vậy? Sao con? Ủa ba cô không ngủ, tối ba cô không ngủ, cô đi cắt tóc đúng không? Đúng rồi á, nhưng mà ông ấy cắt tóc hôm qua cô đi dũi tóc, nó dũi sao cháy tóc của cô luôn, thế là giờ tóc cô không nhiều. Ủa gì kìa? Ok, cô ơi. Nhom nhom nhom. Wow, mấy cô
Cô ơi, sao đồ ăn của con ăn hết tiêu rồi? Nè nè, coi à, cô nuốt con bé Thanh vô luôn nè. Ngon quá. Cái gì à? Ở mấy bạn lấy một bình sữa đây nè, uống nè. Bình sữa nè. Đây. Cô uống đi. Ủa cô ơi, hôm nay cô làm hả? Thật sự là cô giật phải không vậy? Trời ơi, mấy con không biết gì hết trơn á, cô phải làm gì mới hòa nhập được với mấy con chứ. Ai bây giờ mấy con ơi, bây giờ là đi vệ sinh xong rồi nè, mình ăn uống cho mày giờ xuống dưới rồi cô mới cho mấy con chơi nè. Dạ, đi chơi. Xích đu mới đất ơi, đi chơi xích đu nè. Đây mấy bạn, đi qua đây nè, đây. Ủa, đi chơi xích đu hả? Mấy con ơi, chơi xích đu ơi, cho đây chơi xích đu nè, đó, xích đu này nè, cho cô chơi. Cô này không biết chơi với cái trò này, chơi với này nè. Nhảy dây hiểu không? Ủa gì vậy cô? Đẩy cho con bé đi, đẩy cho con bé chơi đi. Dạ đẩy cho con coi. Yeah. Ok, bảo sao màu xanh lên đây chơi nè, để cô Phong, để cô Phong cần đẩy nè, đó. Cô không cần đẩy con. Ôi trời ơi. Mấy con đi theo cô quay, cô cho coi mấy con thỏ dễ thương á.
không, làm công chúa thích hơn, làm công chúa thích hơn. Đúng đâu, rồi. Đâu đi à, mấy đứa con đợi con xíu cho con vô làm công chúa cái. Ồ. Hết rồi, giờ mấy đứa này nó không nghe lời mình rồi cô ơi. Wow, đẹp thôi, quá. Con mấy bạn ơi, bây giờ mình phải nghe lời cô giáo đi, mình đi về đi đây. Dạ, tụi con đi về nè cô ơi. Cô nghĩ là chúng ta phải đuổi học tụi nó rồi. À, dạ, dạ, tụi con về. Dạ, tụi con về nếu bạn ra vườn, ra vườn. Dạ, dạ. Dạ. Ủa mà cô hồi nãy cô bảo có mấy con thỏ đâu, cô cho tụi con xem với. Ừ. Bên đây nè con, đi theo cô nè. Dạ. Trời có thỏ đấy bạn. Ú, trời mình không biết là trường mình có thỏ. Dễ thương dạ. Ủa cô con bắt mấy con thỏ về nhà nuôi được không? Được, được con. Trời tính ra cô cũng nuôi mà, cô nuôi để mốt cô làm thịt á. Hả? 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 À, tính ra đồ ăn sáng này mấy con ăn là thịt của con thỏ á. Cô giỡn nè, cô giỡn. Trời sao? Mày dễ thương vậy. Ủa? Ham thịt. Bà xoa, bà xoa đầu được mấy con thỏ hay mình xoa đầu với? Mình xoa thật nè. Đây nè, đây nè. Cà rốt nè. Ủa cà rốt đâu vậy? Mình à đây mình cho mấy đồng. Đây. Sao bạn Sammy nói chuyện nghe mệt mỏi vậy con? Dạ, anh con bị sốt ạ. Bị sốt rồi. Cô cái đó giờ phải làm sao đi? Giờ sao bị sốt rồi. Dẫn em ấy vô trong lớp học của chúng ta thôi. Phải cho em ấy uống thuốc nhanh lên. À, ủa, cô bị sốt hả Sammy? Ok mấy con ơi, bây giờ là hôm nay chúng ta cũng đã hết ngày học tập rồi. Hy vọng á là sau 2 ngày học tập mấy con sẽ học được thêm nhiều kỹ năng thêm cho cuộc sống. Mấy con sẽ có thể giúp ích được cho xã hội nha. Dạ vâng ạ. Ủa sao cô xanh lè, cô khóc dữ vậy cô? Tại vì á cô nghĩ rằng là mấy con lớn hết rồi, mốt mấy con chứ không học ở trong trường này nữa. Nhưng mà cô thương mấy con á. Cô buồn quá. Con cây ron ơi, con tặng cô con thỏ này, mốt sau này cô nhớ con nha. Cảm ơn cô, cảm ơn con. Trời ơi, con thỏ lắm. Thôi mấy bạn ơi, tụi mình đi về ha. Ok. Tại sao cô đã về chứ không đợi phụ huynh đón mình hả? Mình không biết nữa. Trời tối luôn rồi nè.